làm gì hả? Chụp mèo hả? Không có bầu á hả? Thằng Hải nó chụp không có bầu. Quỳnh ơi Quỳnh, chủ động muốn đá kêu cái này dậy uống cà phê. Chạy đôi gì mèo. Cái bầu mà anh đi. Chạy đâu vậy? Trời, cái bụng nó to quá, nó sắp đẻ rồi bà ơi. Chưa đẻ đâu, còn cả nửa tháng, một tháng nữa.